chào quý khách hàng của TC, chương trình audio lại là câu hỏi cũ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá công trình nào đây? Và hiện tại thì Phương Anh đang có mặt ở Đại Từ Hoàng Mai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một bộ dàn karaoke được lắp đặt tại đây nhé. Let's go! Có lẽ là quý khách đã quá quen với việc giải trí bằng đi hát karaoke rồi phải không ạ? Và việc set up một phòng karaoke tại gia sẽ giúp gia đình của chúng ta tụ tập và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau nhằm gắn kết các thành viên trong gia đình. Hiểu rõ điều đó, thế nên hôm nay thì TC chương trình audio sẽ đưa mọi người cùng đi trải nghiệm một bộ dàn karaoke gia đình được lắp đặt tại Đại Từ, quận Hoàng Mai. Và hãy cùng xem hệ thống của chúng ta sẽ có những thiết bị như thế nào nhé. Với dàn loa karaoke này thì TC đã lựa chọn sử dụng loa đến từ thương hiệu Salto của Pháp. Salto đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp, dẫn đầu bởi kỹ sư âm thanh nổi tiếng người Pháp Arthur Felix. Vào đầu năm 2024, CEO của tập đoàn Salto Acoustic đã quyết định chọn TC Trung Chính Audio là đối tác phân phối chính thức sản phẩm âm thanh mang thương hiệu Salto tại thị trường Việt Nam. Và đầu tiên chúng ta phải kể đến chiếc loa Salto CT12G3. Đây là dòng loa toàn giải 2 đường tiếng và là loại loa được thiết kế để tạo âm thanh từ giải tần số thấp đến cao một cách cân đối và tự nhiên nhất có thể. Phần vỏ ngoài được thiết kế từ gỗ bạch dương với lớp vỏ ngoài được phủ polyurea chống thấm nước. Lớp vỏ ngoài được sơn màu đen có nhám nhằm hạn chế tối đa việc chảy xước của loa. Cấu tạo thùng loa hở là bass reflex và thiết kế vắt nghiêng 50 độ đóng chức năng như một loa monitor. Hai chiếc loa của chúng ta thì được lắp đặt đối xứng ở hai bên tạo cảm giác cân bằng. Và thiết bị của chúng ta thì có khoảng giải tần cực kỳ ấn tượng, có thể xuống đến 50Hz và lên tối đa là 22kHz, cũng như là điểm cắt tần ở 1,5kHz. Với điểm cắt tần này thì chúng ta có thể phân chia giải âm cao và giải âm thấp phù hợp. Loa của chúng ta thì có độ nhạy âm cực kỳ ấn tượng với 131dB, cùng với đó là mức công suất tối đa cao nhất là lên tới 2400W. Với thiết kế linh hoạt thì CT12G3 nói riêng và series CT nói chung được tối ưu cho rất nhiều không gian ứng dụng, từ dàn karaoke gia đình cho tới hệ thống âm thanh sân khấu hội trường chuyên nghiệp. Để hỗ trợ và bổ sung giải bass cho hệ thống âm thanh karaoke này là sự góp mặt của loa subwoofer Salto CSW118. Với chiếc loa này thì những âm thanh tần số thấp có thể được thể hiện sâu và nội lực với tần số thấp nhất xuống đến là 34Hz. Và không chỉ hiệu suất ấn tượng, chiếc loa siêu trầm này còn được thiết kế cực kỳ chắc chắn và bền bỉ, với phần vỏ loa được làm từ gỗ ép cao cấp lên tới 18mm. Thế nên là thiết bị của chúng ta dễ dàng lắp đặt chồng lên nhau mà không bị lo méo hay là chảy xước. Loa siêu trầm thụ động sở hữu của loa 18 inch tái tạo âm thanh trung thực, âm thanh mạnh mẽ với công suất cực đại lên tới 10.400W và độ nhạy âm là 140dB sẽ phát huy toàn bộ uy lực của âm thanh. Và để hỗ trợ tốt nhất cho hệ thống loa full cũng như là loa sub thì TC đã lắp đặt thêm một cục đẩy DMI 4300A. Và nhờ những tính năng vượt trội cùng khả năng tương thích tốt cũng như là giao diện dễ dàng thao tác thì đây là thiết bị được TC ứng dụng trong rất nhiều các công trình lớn nhỏ khác nhau, không chỉ là bộ dàn karaoke đâu. Thiết bị còn tiết kiệm điện năng và có chức năng tự động làm mát tốt. Đây là lựa chọn hoàn hảo để hỗ trợ đầy tín hiệu cho dàn âm thanh karaoke. Vâng, và để tạo nên một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp thì TC đã trang bị thêm cho dàn karaoke này một bộ xử lý tín hiệu số JBL KX180A. Vang số JBL KX180A có thiết kế sang trọng với khung nhôm sơn tĩnh điện, chống chảy xước và hèn dỉ, kích thước nhỏ gọn, mặt trước nổi bật với hai tông màu chủ đạo là đen và trắng, mặt sau sẽ có nút nguồn, giao diện, kết nối tín hiệu đầu ra, đầu vào và quạt tản nhiệt. Với 15 band equalizer cho âm nhạc và micro, có khả năng lưu trữ 10 cài đặt và cấu hình trước, đa dạng đường vào và đầu ra, kết nối USB 2.0 phía trước, công nghệ chống hú tiên tiến và khả năng can thiệp cấu hình bằng phần mềm. Và để đáp ứng tốt cho nhu cầu ca hát trong dàn karaoke thì bộ microphone không dây DBZ LXD B8 đã được sử dụng. Đây là bộ micro tích hợp các chức năng linh hoạt như là tắt tiếng sau 10 phút, tự động tắt đầu thu khi không sử dụng, giúp tiết kiệm điện năng. Không chỉ xử lý mượt mà âm thanh, tránh ngắt quãng giọng hát kể cả khi micro và bộ thu cách xa nhau tới 50m, mà bộ microphone này còn có độ nhạy âm cao, độ trễ âm cực thấp cùng khoảng giải tần rộng, đem đến trải nghiệm sử dụng linh hoạt cho người dùng.
Và với một hệ thống âm thanh lớn với nhiều thiết bị liên kết với nhau như vậy thì việc phải bật tắt từng thiết bị là vô cùng mất thời gian phải không ạ? Chính vì thế nên TC Trung Chính Audio đã lắp đặt một bộ cấp nguồn tổng đến từ thương hiệu DVZ. Thiết bị này sẽ giúp bảo vệ hệ thống nguồn, giảm bớt kỹ thuật vận hành và tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi sử dụng. Các thiết bị xử lý, hỗ trợ âm thanh được lắp đặt vô cùng gọn gàng trên kệ tủ, đảm bảo tối đa tính thẩm mỹ cho không gian sang trọng của phòng giải trí. Để hỗ trợ tối đa cho dàn karaoke gia đình thì TC cũng đã lựa chọn đầu karaoke Vietka Pro 4TB đóng vai trò kết nối điều chỉnh, sở hữu công nghệ mới giúp tốc độ xử lý mượt mà, hỗ trợ cả setup bằng bàn phím máy tính hoặc là điều khiển từ xa. Dung lượng tới 4TB, lưu trữ đến hàng trăm nghìn bài hát, tự động cập nhật bài hát mới, hỗ trợ phần giải 4K, đem đến những buổi giải trí tại gia tiện lợi và thoải mái nhất. Đi cùng với đó là màn hình cảm ứng chọn bài Vietka 22 inch với thiết kế nhỏ gọn, sang trọng và hiện đại, giao diện đơn giản giúp người dùng có thể dễ dàng kết nối. Màn hình hỗ trợ với chuẩn Full HD cực sắc nét, mang lại những giây phút thư giãn vô cùng tuyệt vời cho người dùng. TC tin rằng với dàn karaoke được lắp đặt tại đây thì không chỉ đáp ứng được nhu cầu của gia chủ mà còn mang đến ấn tượng mạnh mẽ cho bạn bè người thân khi mà ghé thăm. Sau đây thì mời quý anh chị và các bạn hãy cùng lắng nghe nhạc test từ bộ dàn mà TC đã thi công lắp đặt nhé. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.